Trời đất ơi, chị ơi, chị có phải là cô gái mà năm xưa cái anh kia anh cầu hôn chị không? Hả? Đúng rồi đó em, chị đó em. Chị nghĩ sao mà nó cầu hôn chị, nó hứa với chị là một năm sau nó cưới chị. Xong rồi chị đồng ý. Một năm sau hoạch tẹt ra nó quen thằng khác. Bro. Thấy tức không? Ok, hello các bạn nha. Lại là mình toàn vô lô các bạn. Ok các bạn, thì ngày hôm nay thì mình tiếp tục series gọi là liên quan tới cái thẻ nha mọi người nha. Ở đây các bạn, thì các bạn biết không, những câu chuyện trong cái thẻ này là cái gì các bạn? Thì đó, thì đây chúng ta nhìn thấy những cái bức hình như thế này thôi mọi người. Chẳng hạn như lén ngủ trưa hay là cái gì đó như thế nào mọi người. Bây giờ ngày hôm nay thì tôi xin phép các bạn, thì tôi sẽ đọc cái câu chuyện của cái những cái này theo cái cảm nghĩ, theo cái nhận định của tôi mọi người, theo cái ý kiến của tôi các bạn. Thì nói trước các bạn, thì trong cái video này sẽ có những cái từ ngữ là gọi là không phù hợp lắm. Nếu mà các bạn thấy hơi quá thì các bạn hãy bỏ qua cho mình nha mọi người ha. Tại vì cái này mình gọi là mình si nói chuyện theo kiểu vui vui đó các bạn. À, nói trước các bạn nha, thì những cái câu chuyện này mình đưa ra là chỉ cho vui thôi mọi người nha. Mục đích là để cho vui đó các bạn, chứ không phải là để làm gì mọi người, nên các bạn đừng đánh giá sâu ha. Ok, chủ yếu là theo cảm nhận của mình nó là như vậy, nên mình sẽ đọc cái câu chuyện nó theo cái cảm giác đó cho các bạn xem nha. Thì các bạn, thì đây là đầu tiên thì tôi làm về những cái này, các bạn nếu mà không hay thì các bạn bỏ qua nha. Nếu các bạn nào thấy ok thì đừng quên để cho mình một like hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nha. Thì đó là động lực để mình ra video tiếp theo cho các bạn xem nha. Ok. Câu chuyện mùa thu ở nông trại. Trời đất quỷ thần ơi, sáng sớm mới ngủ chưa có đã gì chứ, bắt đi làm mày buồn ngủ muốn chết rồi nè. Tao cũng vậy nè, tao buồn ngủ muốn chết luôn, sớm giờ ngủ chưa đủ giấc nè. Ở đó mà ngủ hoài đi hai con quỷ ra làm tiếp tao nào, quá trời thật nhẽ nó rơi rớt nè. Nhanh lên đi, ngủ hoài tao báo chủ à. Đi chỗ khác đi, chỗ khác. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, mấy con gà này đâu ra vậy? Trời ơi, đi ra chỗ khác đi mà. Đi ăn chỗ khác trời đi. Wow, cảnh đầu hoa đến vui này thật là đẹp nha. Đẹp thiệt sự luôn, đẹp hơn cả mình nữa. Cái gì vậy anh ơi? Hả? Hình như là bên kia mấy con gà nó bu cái con bù nhìn đúng không? Đúng, đúng. Để mình đuổi cho. Trời ơi, mình cảm thấy hạnh phúc quá. Cảm ơn ông chú nha, cảm ơn chú đã đuổi mấy con gà giùm con nha. Trời đất ơi, sáng sớm mà chim nó bu mà gà nó bu rồi là sao vậy? Ơi, quá trời hạnh phúc luôn. Ủa, nhưng mà nhà bên kia có ai sống không vậy? Nhà này của ai vậy? Có ai sống ở trong đó không vậy? Alo. Kế bên nhà có cây táo nhiều trái quá trời nè. Chắc là ngọt lắm đây, nhưng mà tiếc quá mình ăn không có được. Tao chính tao, nhà này là của tao đó. Tao đây, tao nè, mày thấy tao chưa? Đó. Thì nói chơi vậy thôi chứ tao là khách đó, chứ không phải là tao là chủ nhà đâu. Nhưng mà chủ nhà nó mất tiêu rồi, cũng chủ nhà cũng đâu có mời tao đâu, nhưng mà tao vẫn được ăn nha. Thấy tao ghê chưa? Câu chuyện một ngày ở trang trại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Ủa cái gì vậy bà nội? Mới trời sáng thì chuyển qua trời tối rồi. Ai nhưng mà đêm nay trăng hơi to nha mày, hình như là đêm nay trăng rằm đúng không? Trăng rằm trung thu đúng không? Vì mày có bánh trung thu ăn cho chứ tao chưa có ăn nha. Ủa mà sao tao nói chuyện mày không trả lời vậy? Trăng hôm nay sáng thiệt sự ha. Trời ơi to, siêu to khổng lồ luôn nè. Quá trời luôn. Trời ơi, sao củ cà gót này nhìn nó ngon dữ vậy ta? Nhìn nó chắc luôn, giữ thằng nó thèm thèm chảy miếng đó. Ôi thơm nữa, ôi thơm quá trời thơm luôn. Nhưng mà ăn quỷ nào che mắt dạy, bộ cái của cà gót này vậy, sống cho tao ăn vậy. Quỷ nào che mắt dạy vậy? Không biết nữa. Trời đất ơi, tôi sống năm nay là 30 năm rồi mà tôi mới thấy được củ cà gót mà to như thế này luôn. Chà ba vậy nè. Thì tụi nó to mấy cái chủ nha. Chắc năm nay là chắc bội thu lắm đây. Ôi, bây giờ mình phải lấy ngủ trưa xíu mới được chứ, ông chủ bây giờ đang lo việc khác rồi nè. Ngủ miếng chắc không sao đâu ha. Ông chủ ơi, cái thằng này nó lén ngủ trưa nè. Ông chủ nó không cho con ăn cỏ mà ông lén ngủ trưa nè. Ông ra em trừ lương nó đi ông chủ ơi. Cái quỷ chết tiệt đó, nó không lấy cỏ cho mình ăn đó. Hay là mình ăn cà rốt đó ta. Ngựa có bao giờ ăn cà rốt không nha? Để mình ăn thử coi. Không lắm mới được ăn, trời muốn là chất lượng luôn á. Ngâm cũng ngon đó. Cái gì vậy cha nội, tôi đang ăn mà sao cha nội dở lên vậy? Cho tôi ăn miếng thôi. Mà ông nội là ai vậy? Trời ơi, năm nay cái vườn cà rốt nhiều củ to quá ha. Chắc là ông chủ này già lắm đây. Để tôi vô tôi coi thử coi. Nè thôi cho mày ăn đó, ăn đi. Câu chuyện nay thu hoạch. Hey, ở nông trại hết thức ăn rồi, bây giờ phải đi nhặt trứng chim ăn nè. Không biết trứng con gì mà to lắm này nha. Để mình về nấu cho nông trại ăn thử ra. Trời ơi, nó đã gì đâu. Mặc dù kéo xe nặng thiệt nhưng mà đã thiệt luôn sự nha. Ôi, cảm giác lâu lâu mới làm đã thiệt sự quá. Ây, tao ngồi trên đây tao không có mệt mà. Sao thấy mày kéo mệt mà sao mà cô em bị vui vẻ quá vậy? Vui lắm hả? Thôi kéo tép lên cưng. Trời đất quỷ thần ơi, cái con quỷ bên kia ha. Tao bên này tao làm muốn chết luôn. Tao làm bạn muốn chết luôn. Nhưng mà mày đó mày ca mày khác. Xuống đây làm tiếp đi con quỷ. Cái gì vậy, xuống đây tiếp cái ca với hát gì nữa. Tao báo ông chủ trừ lương mày nè con. La 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 la.
la 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 hả? Hình như cái con bên kia nó nói gì mình đúng không? Hình như là nó kêu làm gì á, mà thôi kệ, để mình hát tiếp mới được. La 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 la. Trời đất quỷ thần ơi, bên đây tao nhặt cà rốt muốn chết luôn, mà hai con quỷ kia nó ngồi là cãi lộn nhau y đùng bên kia, một con thì mặc như cái quần què, một con thì hát với hò hát tư hồi nãy giờ không tiếp cái gì hết trơn á, thiệt cái tình. À, bắt được rồi, cuối cùng hiện bắt rồi, vô bữa nay có thịt gà rồi nha, không ăn trứng thôi nha. Ơ chị ơi, chị bắt được con gà hả? Chị cho mượn, cho em mượn em bơm thử thôi. Ồ gà dễ thương, chị cho em mượn đi, đi chị. Thôi mày, trời ơi, để chị tỉa lông cho cưng nha. Trời ơi, lông tốt quá nè, đúng không, đúng không? Đúng đúng cái gì, tốt tốt quá chị. Bà tránh tôi ra, bà định làm gì tôi chứ? Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi chứ, cứu tôi chứ. Trời ơi, lâu lâu nằm ở chỗ của mấy quỷ gà này cũng ấm quá đây chứ. Hèn chi tụi nó ở đây nó to mà lớn, nó mập mập, con nào không thấy mập thì thôi luôn à. Không mấy mình ngủ dắt ở đây được không ta? Im lưng quá trời im, mặc dù là có chuồng gà nhưng mà hơi im đó. Nhưng mà hơi hâu nha. Chiến ngục thưởng ngoạn lá phong. Trời ơi, ba cẩm con đi. Nhưng mà ba cho con hỏi tại sao mà ba cái mình ba to mà cái chân ba nhỏ xíu vậy? Tại sao vậy ba? Ừ thì tại vì ba làm việc có con, ba làm việc nên mình ba to thì chân ba phải teo lại chứ, đúng không bà? Đúng rồi đó con, bà to nói đúng rồi đó. Con thấy mẹ không thì mẹ này thì cũng hơn con không có nhiều vậy á. Đúng là con gái dễ thương thiệt. Ừ nhưng mà sao con không giống ba, không giống mẹ vậy? Gì kỳ vậy? Hạnh phúc quá ha. Ở đây tôi dọn thấy bà tôi bên đây nè, ở đó mà chơi hưởng ngoạn lá phong cái gì. Tôi dọn thấy bà tôi nè, đó là đừng có bài coi nha. Chơi thì chơi, đừng có bài lá phong ra, tôi dọn từ sáng giờ đó. Nhớ chơi gọn dẹp gọn gàng cho tôi đó nha. Wow, lần đầu tiên mà leo núi thật là vui. Đúng là leo núi em mệt mà vui nha. Quá trời vui luôn nè. Ồ, cảnh đẹp quá chừng luôn á. Hay là mình nằm xuống đây mình nghỉ mệt xíu ta. Ồ, nằm trên lá phong thì cũng im quá ha. Im quá trời luôn nè. Ê, nhưng mà sao hơi khai khái gì nha. Đúng rồi đó, lâu lâu hãy ra ngửi cái mùi lá phong này đi. Thì cái mùi lá phong này, mai mốt mà con có đi vệ sinh thì con ra đây đi vệ sinh nha. Dạ dạ dạ, con ngửi được cái mùi này rồi. Mai mốt con có gì con đi ra đây cho tè thì con tè vô đây nha. Ê, nhưng mà sao hơi khai khái gì nha. Ê cái con chó kìa, cái chỗ này là chỗ của tao, tao chiếm rồi nha mày. Mày không được đi tè vô đây nha. Chỗ này tao tè vô rồi đó, thành ra là mày đừng có tè vô đây nha. Tao đi trốn đây. Nhớ ra cái chỗ này chỗ của tao nha, mày nhớ mặt tao nha. Ui ui, ui ui anh ơi, em bị dính lá phong rồi nè. Trời ơi, cái lá phong dính lên đầu em nè. Trời ơi, em đứng im đi em ơi, để anh gỡ lá phong cho em cho. Lá phong thôi mà, có gì đâu mà làm gì bất ngờ như vậy, làm gì sợ vậy, chỉ là một chiếc lá thôi mà. Đúng đúng. Ê đen, cái lá này là lá gì cũng mày. Cái lá này nhìn ngộ quá ha, nhìn cái lá này giống như chiếc quạt nè. Lá này lá gì mày? Tao mà tao biết lá gì, tao là con người luôn á mày, tao nói thiệt luôn á. Câu chuyện mời tình mùa thu. Wow, cô ấy thật xinh đẹp luôn á. Cô ấy nhìn rất là xinh đẹp luôn. Mình hứa nếu mà kiếp sau mình là con trai mình sẽ cưới cô ấy nha. Nhưng mà kiếp này mình là con gái, mình vẫn yêu cô ấy. Cô ấy thật là đẹp quá trời luôn. Hay là mình tỏ tình cô ấy luôn ta. Không biết là cô ấy có chịu hay không nữa. Mình đã chuẩn bị bó hoa sẵn rồi đó nè. Ở một diễn biến khác. Em ơi, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Năm sau chúng ta kết hôn nha. Trời ơi, đúng rồi anh cầu hôn em luôn hả? Trời ơi, sung sướng ở đây nhẫn kim cương học sầu luôn. Wow, thiệt là bất ngờ luôn á. Em đồng ý, em đồng ý. Trời ơi, anh cầu hôn em luôn hả? Dạ rồi, năm sau em sẽ chờ anh lại cưới em nha. Một năm sau. Trời ơi, hẹn hò trên xe đạp thì vui quá anh ha. Ừ, vui lắm em. Ủa mà nhà em đã chia tay với con nhỏ kia chưa? Em chia tay rồi, hồi năm ngoái em có cầu hôn nó nhưng mà nó đồng ý, nhưng mà bây giờ em thay đổi rồi. Em thay đổi, em đang nhuộm tóc luôn nè, thấy không? Đó, thì chúng mình đi hẹn hò thôi anh ơi. Trời được rồi, chị ơi, chị có phải là cô gái mà năm xưa cái anh kia anh cầu hôn chị không? Đúng rồi đó em, chị đó em. Nghĩ sao mà nó cầu hôn chị, nó hứa với chị là một năm sau nó cưới chị, xong rồi chị đồng ý. Trong cái thời điểm một năm đâu có quá trời là người tỏ tình với chị mà chị đâu có đồng ý đâu. Tại vì chị hứa với nó rồi, chị đợi chờ nó một năm. Một năm sau hoạch tẹt ra nó quen thằng khác. Thấy tức không? Tức quậy gì mà nó quen con khác, chị không nói mà nó quen thằng khác. Chị bó tay luôn, chị biết làm gì vậy? Trời ơi, cũng tức quá ha chị. Xui thôi chị dây cuộc sống mà. Một, hai, cười lên hai bác ơi, cười lên. Trời ơi, thì năm nay thì tôi cũng già quá rồi. Ông ơi, thì không biết tôi làm cái dáng này thì cái lần tôi mới nó có sao hay không nữa. Không sao đâu bà, thì bà cứ làm đi thoải mái đi. Thì có gì đâu mà bình thường bắp quá thì đau lưng chút xíu thôi.
Hai bác cười lên, hai bác cười lên, con chụp nè, hai bác. Trời ơi, nhìn hai bác mà con nhớ là hồi xưa của con quá. Hồi xưa con thì con lỡ, con quen thằng kia, bây giờ nó đã mất tiêu rồi. Con giờ con già, con ế một mình luôn nè. Hai bác ngồi xuống đây, con kể cho hai bác nghe chuyện của con nó như thế này nè. Hu hu hu, người ấy hứa yêu tôi nhưng mà người ấy đã quen người khác rồi. Hu hu hu, năm đó người ấy đã hẹn hò tôi trên xe đạp mà. Tại sao lại như vậy? Đây đây, đây chính là người yêu tôi nè, anh ấy đó. Thì anh ấy từ tóc hồng mà anh ấy nhuộm sang tóc vàng rồi. Hồi xưa hẹn hò nhau trên xe đạp, bây giờ người ấy đã quen lại với là một cô gái khác rồi. Nó còn cắm trại giả ngoại với nhau nữa. Nó còn phán cặp chó nữa. Câu chuyện thời gian ở nhà. Ông già ơi, ông già, cho tôi vào đi ông già. Phía ngoài này lạnh quá, ông già, cho tôi vào đi ông già ơi. Alo. Ông già, cho tôi vào đi. Trời đất ơi, ông ngủ rồi, cái gì vậy trời. Lạnh quá trời lạnh nữa nè. Wow, năm nay lá thu rơi quá nhiều lá luôn nè. Nằm lại căn cứ bí mật cũng được đó chứ. Ồ, nằm cũng im quá ha. Ê, nhưng mà sao hơi khai khái gì nha. Im lưng quá trời luôn nè. Wow, chỗ mà chỗ này ngoại cảnh còn đẹp nữa. A few moments later. Trời đất, quỷ thần ra ghe nằm chơi ngoài kia chút xíu mà lạnh quá trời lạnh nè. Thôi, chơi thì chơi xíu gì thôi chứ vô nhà ấm hơn á, trong nhà im hơn á. Ừ đúng rồi mày ơi, thì hồi nãy tao kêu mày vô nhà ngủ mày không chịu. Mày ra ngoài mày nằm chi vậy giờ mày than hả? Hay là tao với mày qua đọc sách một chiếu đi. Ồ, tao mới kiếm được qua sách này nè mày, cái gì vậy? 1+1=3. Ủa gì vậy? Sách này sách gì vậy? Ồ, sách của tao cũng lạ quá trời nè, cái gì vậy trời? Ai là đom đóm, ai là Sika giơ tay, phải gì vậy? Trời ơi, những cuốn sách kia nó nói cái gì mà trả lời cái gì đâu không mà tao thấy mà tào lao vô không à. Không mấy tao với mày ngủ chưa thiếu đi. Cái đọc cuốn sách nó còn nhức đầu quá, cứu tao chết. Quẩy lên đi. Trời ơi, tao với mày ngủ chưa có xíu mà ngủ xong rồi tối thui luôn nè, là ngủ chưa dữ chưa. Ngủ ghét mặt mặt đầu ngáo luôn nè, thấy chưa. Thôi được rồi, quá trời ngủ rồi, ngủ chưa rồi. Wow, mày bữa nay, ê nhưng mà bữa nay vui nha. Trời ơi, quẩy con xíu mà đói bụng quá trời đói bụng mày. Đi vô làm bữa cơm mày. Ê, dọn đồ ăn lên đi bay. Con đói bụng quá. Mày là ông cứu nội tao hả? Mày chờ tao dọn đồ ăn cho mày ăn hả? Vô dọn đồ ăn mày, nhanh lên. Rồi các bạn, thì do cái thời lượng của video quá là dài các bạn, thật ra là còn nhiều câu chuyện nữa, còn để coi tôi còn khoảng phân nữa đó các bạn, thì tôi sẽ không có đưa hết vào video này các bạn nhé. Các bạn, nếu các bạn thích video này các bạn đừng quên để một like một cái kênh nha. Nếu mình thấy like nhiều thì mình sẽ ra video thứ hai mọi người á. Thì mục tiêu của mình là coi như là khoảng 1.000 like đó mọi người. Nếu mà được 1.000 like video này mình sẽ ra video tiếp theo nói về những cái nội dung tiếp theo về những cái này mọi người ha. Mong là mọi người thích ha. Rồi bây giờ mình sẽ trả kèo mình đi game ở video ngày hôm qua ha mọi người, đi thôi. Qua tới hai người chúng nữa mà, để coi ai là hai bạn may mắn đây mọi người, đi thôi. Ok, bạn may mắn đầu tiên ở video ngày hôm qua chính là. Rồi, chúc mừng bạn Rin Bia nha. Em cũng hơi đơn giản nha em ơi, nhưng mà em like đăng ký kênh cho nè. Like đăng ký kênh rồi mới tặng quà cho em được nha. Rồi chúc mừng bạn ha. Rồi mình tặng cho bạn luôn bạn ơi. Rồi mình chọn ngang bạn thứ hai nè. Rồi bạn thứ hai sẽ là. Ok, chúc mừng bạn nha, Godcam nha, mặt nhấp nhép đúng không? Nhã vía Doberman VIP tím đáng yêu nè. Rồi vậy rồi, chúc mừng em ha, tặng cho em luôn. Rồi mình tặng cho bạn này luôn nha mọi người ha. Ok các bạn, thì ở video này cũng có medium cho các bạn luôn á, mình sẽ tặng cho bạn tất cả món quà ở đây trừ hai món này ra nha mọi người ha. Nhận món nào được thì mà này ra. Thì ngoài những món quà trong thư ra thì các bạn có thể nhận qua gói chào mừng nha mọi người nhé. Bạn nào chưa gói chào mừng thì có thể nhận gói chào mừng nha mọi người. Ok. Rồi cách thức tham gia cái medium bên mình thì cái bước đầu tiên thì các bạn phải like video nào, đăng ký kênh và nhấn cái chuông các bạn nhé. Thì nhớ là làm hai cái đó mới thành công nha mọi người ha. Ok. Đây trời, ai trong nhà tôi vậy? Kiểu rồi. Rồi cái bước tiếp theo nữa thì các bạn để lại tên trong game của bạn kèm theo ID gì mình nha mọi người nhé. Thì mấy bạn nào nhận cái gói chào mừng thì nhớ để thêm ID mới tặng được nha mọi người. Ok. Rồi cái bước thứ ba thì nhận món nào thì cứ bình luận bên dưới. Dạ thì chắc là hẹn gặp lại các bạn video sau nha mọi người. Bye bye. Bạn nào thích cái series mà kiểu như những câu chuyện cảm lạnh như thế này nữa thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như là một vài bình luận bên dưới coi cái gì mình sẽ ra video tiếp theo cho bạn xem mấy mọi người. Ok. Dạ thì chắc là hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.